Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của ngôi nhà này, đó là cho các cái cửa vào. Thì để truy xuất các cái cửa, các bạn vào cái tab cửa tạo, xuống dưới chọn đo. Chúng ta sẽ lấy cái cửa chính, đo là cửa chính, còn window là cửa sổ. Vì vậy chúng ta đã hoàn thiện hai cửa chính trước. Đo. Ở đây tôi dùng loại cửa như sau. Pivot. Bạn giữ chặt chuột trái, bấm vào cái đỉnh đầu tiên, kéo ra, đỉnh thứ hai. Và cái đỉnh thứ ba ở góc này tạo độ dày của cái cửa rồi kéo lên, kéo bằng mép trên này, coi như chúng ta đã dựng xong cái cửa này. Nhưng bây giờ nó chưa đúng lắm, nó hơi cao. Tôi có thể làm như sau: các bạn có thể tăng giảm thông số 2 này, chiều cao để sao cho nó cố định đúng rồi thôi, 2620. Bởi vì tôi xác định cái cửa này tôi cho cái pem cái khuôn cửa 80. Độ rộng của chúng ta đang 1800, tức là 1m8. Các bạn gõ vào đây độ rộng 1640. Sau đó về chế độ bắt điểm và sử dụng lệnh di chuyển. Kéo đối tượng này vào đây là nó khít cái cửa của chúng ta. Các bạn chọn pivot. Hoàn thiện đối tượng cửa mạch. Cũng tương tự, các bạn kéo từ đây, nhấn chuột trái, kéo qua đây và đẩy vào góc này, kéo lên. Nó cũng cao hơn một chút xíu, chúng ta cùng nhau chỉnh lại kích thước cho nó. Bạn gõ chiều cao 2620 và chiều rộng của nó 750. Bởi vì khuôn cửa chúng ta đang dày 80 phân. Sau đó chúng ta zoom gần lại, nhấn phím V kép với lệnh di chuyển. Khóa đối tượng, kéo vào bắt điểm đối tượng này. Vậy là đối tượng cửa chúng ta đã khá đều rồi. Với cửa này các bạn có thể tham khảo thêm kích thước bên Modify, chỉnh sửa và tham khảo thêm. Chúng ta có thể mở cửa. Cửa ở đây của chúng ta đang đẩy về bên ngoài. Chúng ta flip đảo mặt, đẩy bên trong. Và cũng có thể chúng ta đẩy qua bên này cho nó gọn. Được không các bạn? Tất cả các cửa Bodymark cung cấp thì các bạn đều có thể mở cửa được. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về cửa sổ để vẽ các thành phần còn lại. Các bạn chọn Window. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ các cửa cố định là các cái hoa thoáng ở trên này. Chúng ta chọn Fit Cell. Vẽ đối tượng này băng qua đây và đẩy lên. Chúng ta đã có ô thoáng vừa vặn và hợp lý. Còn nếu các bạn vẽ mà nó không theo ý của mình thì các bạn phải chỉnh sửa và tham khảo thông số. Chúng ta lần lượt vẽ ô hoa thoáng còn lại. Nếu vẽ một lần không được, các bạn cũng đừng có nản, chúng ta phải vẽ rất nhiều lần thì mới được. Cơ bản là chúng ta phải nắm được các cái thông số kích thước của nó. Các bạn chọn Custom để vẽ loại cửa sổ hai cánh mở ở góc này. Chúng ta zoom lại gần. Nhấn chặt chuột trái kéo qua đây, đẩy vào trong một khoảng, kéo lên. Chúng ta được cửa sổ hai cánh mở. Các bạn có thể chỉnh sửa lại các thông số, chúng ta cũng có thể cho thêm cái độ dày. Cửa cũng có thể mở bao nhiêu, vào trong hay ra ngoài. Nếu đang mở vào trong, chúng ta có thể đảo chiều bằng cách flip để mở ra ngoài. Chúng ta cùng nhau làm cái khuôn cửa. Chúng ta cho cửa này khuôn cửa khoảng 80. Độ rộng nếu mà thấy quá rộng thì chúng ta giảm lại còn 40 thôi, cho nó ăn với cái khuôn cửa bên trên. Kính đang dày 1 mm, hai cánh chúng ta cho lên khoảng 8 mm. Các bạn gõ lần lượt các thông số 40, 40 và 40 vào cái frame, cái khuôn cửa để chúng ta hoàn thiện cái cửa này. Còn nếu bạn muốn mở cửa chúng ta có thể open ra. Tôi sẽ đóng cái cửa sổ này lại.
Các bạn chọn về sharing, chúng ta hoàn thiện hai cái cửa chuột. Nhấn chặt chuột trái, bấm đỉnh này, kéo qua đây. Bỏ tay ra đẩy vào cái đỉnh bên trong để tạo độ dày, kéo lên trên. Các bạn có thể mở cửa ở đây. Open. Tôi sẽ mở cửa này, kéo cao lên. Tương tự, chúng ta vẽ cửa còn lại. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện tất cả các đối tượng ngoại thất ngôi nhà này rất nhanh phải không các bạn?